Sài Gòn, dự án với quy mô khủng và hoành tráng. Dự án làm sôi động thị trường bất động sản phía Nam Sài Gòn hay khu đô thị lớn nhất vùng Nam Sài Gòn. Át hẳn quý vị đã từng nghe qua những câu nói này khi tìm hiểu về dự án Zaika Nhà Bè tại thành phố Hồ Chí Minh. Và những câu nói này không hề tự nhiên mà nói được đâu. Lý do vì sao thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng đồng hành với bất động sản tiềm năng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về siêu dự án Zaika Nhà Bè nhé. Khu đô thị Zaika Nhà Bè là một dự án sở hữu quy mô lớn lên đến 350 hectare và được chia làm 5 giai đoạn phát triển. Zaika trông đợi sẽ là khu đô thị lớn nhất vùng Nam Sài Gòn sau khi hoàn thành. Dự án sở hữu một vị trí đắc địa khi nằm trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, trục đường kết nối với khu đô thị Cảng Hiệp Phước và cách trung tâm của thành phố khoảng 10 km. Song song với đó, dự án nằm trên trục đường cũng được xem là cung đường xương sống bởi nhiều tuyến đường trọng điểm kết nối khu Nam với trung tâm thành phố, như là dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 nối quận 2 với quận 7 dài 2,2 km, tổng mức đầu tư của dự án là 5.254 tỷ đồng, hay dự án xây dựng đường trục Bắc Nam đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến khu công nghiệp Hiệp Phước. Còn đối với hệ thống hầm chui, cầu vượt tại ngã tư Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, khởi công với số vốn 2.600 tỷ đồng, hứa hẹn là công trình hạ tầng giúp giảm áp lực hạ tầng hiệu quả. Theo thiết kế, dự án sẽ xây đảo tròn trung tâm với đường kính 60m và hai hầm chui cùng các nhánh trên đường Nguyễn Văn Linh. Hai hầm chui này sẽ đi ngầm qua khu vực nút giao thông Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ dài khoảng 480m. Khu đô thị Zaika còn sở hữu mặt tiền sông với các con sông Mương Chuối, Rạch Tôm, Rạch Long Kiểng. Do đó, dự án có lợi thế về giao thông đường thủy cùng không gian sống tươi mát, gia tăng giá trị và lợi nhuận trong tương lai. Zaika Thập Nhị River County One không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, mà khu đô thị này còn được xây dựng thiết kế hệ thống các khu vực nhà ở cao cấp với nhiều công năng hiện đại, tiện nghi nhất tại Việt Nam. Cảnh quan cho mỗi căn nhà tại nơi đây được xây dựng và hình thành như sau. Cây xanh chiếm tối thiểu 15% độ rộng không gian mở. Hệ thống cây xanh đều không được cao quá 10m, mang đến cuộc sống xanh mát, giúp cho cư dân nơi đây được tận hưởng trọn vẹn môi trường không khí trong lành, thư thái. Cùng với đó, chủ đầu tư dự án phát triển xây dựng các tiện ích công cộng, công trình giáo dục, trung tâm hành chính, trung tâm y tế và thương mại nội khu. Quan trọng về mảng xanh, viên khu vực và đồng thời phát triển đường giao thông đô thị và quảng trường trung tâm kết nối hoàn hảo với tiện ích khu vực. Tận dụng tối đa để dễ dàng kết nối với các tiện ích xung quanh như trường học quốc tế, bệnh viện, các khu đô thị và nhiều tiện ích khác, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho cư dân sống tại đây. Do đó là lý do tại sao dự án nhận được rất nhiều nhà đầu tư cũng như người dân trong nước và ngoài nước chú ý đến. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi dự án Zaika Nhà Bè. Nếu quý vị và các bạn muốn biết nhiều hơn về thông tin của dự án, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline bên dưới. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.